Buổi sáng ấy, nhưng mà nó không có nắng, mà có nắng nó bật, bây giờ nó mới bật khoảng. Anh cứ bốc cái lên anh sẽ quay luôn. Đấy, anh cứ làm. Này là khô, mai khô là ra ngon lành. Đấy, anh quay hết. Tuyệt vời. Đây này thì xích, nhưng mà anh cũng bảo là xích, em cũng bảo đúng đỏ. Thế em hầm. Nếu hôm nay anh phải làm cả của anh, em sẽ trộn cho anh vào trong anh. Vâng. Không làm đỗ đỏ nữa. Đây là nó chưa, nó bị thời tiết đấy. Không có là nó còn dài như cái đỗ xanh kìa. Thế à? Ừ, thế là nó thế là do thời tiết đấy. Cái này cũng lẩy, nhưng mà riêng có cái hạt này không thấy lẩy này. Anh sợ là ngâm chưa thời gian này. Mà ngâm nhiều thời gian thế mà chưa thấy lẩy, không biết nó có lẩy không. À, bây giờ hôm nay em mới gọi. Có vẻ lẩy rồi này. Vâng, đậu lăng rồi. Đậu lăng. Hôm nay em mới gọi điện cho bọn bên đấy. Ừ. Bên kia gạo lứt Nhật ấy. Ừ. Thì nó bảo là gạo lứt mật Nhật là nó gạo nương. Ừ. Gạo trên nương cho nên lại ngâm, xong lại ủ. Ủ xong lại ngâm. Nói thế thì hẳn hết. Ừ, nó bảo nó sẽ dạy cách mà. Ừ thì em cứ hỏi đi, anh cũng biết. Nhưng vâng. Anh cũng kiểu các kiểu làm ấy chứ. Ừ, tại vì là em bảo là cái gạo ấy nó có lên mầm, nhưng mà gạo đấy, cái đấy mầm có đấy, hạt lanh à, hạt gì của em đây này. Cái mầm này nó không bật lên nhỉ. Anh cái cho này, em thử cái đấy xem nó có bị cái ấy này không. Nó có bị chua. Làm sao mà chua được, mới ngâm đã phải gì được mà chua. Không được à? Thank you.